thả miệng ra, hít hơi vào, ngậm miệng lại, úp mặt xuống nước, nổi đuôi lên ngang mặt nước, lắc đuôi một cái đến 1, 2, 3 rồi thở ra bằng mũi. Ok. Đúng rồi. Em nào không nghe rõ? Tất cả các em nghe rõ hết rồi đúng không? Rồi bây giờ anh sẽ cho thi nha. Ở ngoài cùng thi trước. Sao cho mượn mắt kiến không đeo? Rồi bắt đầu nha. 1, 2, 3. Hít hơi vào, úp mặt xuống, nổi người lên, lắc một cái đến 1, 2, 3, thở ra bằng mũi, ngửa mặt lên, hả miệng ra, hít hơi vào, úp mặt xuống, làm liên tục như vậy 3 lần cho anh. 1, thở ra bằng mũi. Phải làm đều nhau mới có điểm nha. Rồi còn 2 lần nữa. Hai bạn làm đều luôn. Còn 1 lần nữa. Hít hơi vào, úp mặt xuống, nổi đuôi lên ngang mặt nước, lắc đuôi một cái đến 1, 2, 3, thở ra bằng mũi. Hai em làm không có đều nhau nên anh cho đội của hai em 5 điểm. Đội tiếp theo nha. Hai em bắt đầu làm nha. Hít hơi vào, úp mặt xuống, nổi đuôi lên ngang mặt nước. Nổi đuôi lên ngang mặt nước, lắc đuôi một cái đến 1, 2, 3, thở ra bằng mũi, cùng nhau ngẩng mặt lên. Hai em mà làm đều nhau là được điểm tuyệt đối. Rồi làm 3 lần nha. Bắt đầu 1, 2, 3. Giống như là hai bản copy luôn. Dán tóc cũng dán tóc cùng một lúc nữa. Cười cũng cười cùng một lúc, gỡ mắt kiến cùng một lúc luôn à. Rồi, anh cho đội hai em 7 điểm. Tại hai em làm đều nhau. Làm đều nhau nhưng mà chưa có nhịp nhàng nên cho 7 điểm đó. Rồi, đội tiếp theo là đội nào? Hít hơi vào, úp mặt xuống, nổi đuôi lên ngang mặt nước, lắc đuôi một cái đến 1, 2, 3, thở ra bằng mũi, làm đều nhau mới có điểm tuyệt đối. Rồi bắt đầu anh đếm, lần thứ nhất, lần đầu tiên nè, 1, 2, 3, bắt đầu. Lần thứ hai. Lần thứ ba. Sao em không nâng eo lên? Nâng cái mông lên. Rồi, đội của em làm không có đều nhau lắm, anh cho 5 điểm. Tới phiên đội của Luna. Hít hơi vào, nổi người lên, ngang mặt nước, lắc đuôi một cái, đếm 1, 2, 3, thở ra bằng mũi, ngẩng mặt lên. Rồi, bắt đầu, thi, 1, 2, 3. Mimi và Đan Thảo, hít hơi vào, nổi đuôi lên ngang mặt nước, lắc đuôi một cái đến 1, 2, 3, thở ra bằng mũi rồi ngẩng mặt lên. Hai em ráng làm cùng nhau một lúc nha. 1, 2, 3, bắt đầu. Rồi anh cho đội của em 7 điểm.
bởi vì anh không có thấy mấy em lắc eo nha. Nhưng mà mấy em làm cũng đều đều nên anh cho 7 điểm. Tiếp viên đội của Ben và Abraham. Hít hơi vào, úp mặt xuống, nổi đuôi lên ngang mặt nước. Lắc eo, đếm 1, 2, 3, thở ra bằng mũi. Ngẩng mặt lên, hả miệng ra, hít hơi vào. Rồi bắt đầu bây giờ thi thiệt này nha. 1, 2, 3, bắt đầu. Của Abraham lắc rất là đẹp, còn cái eo của Benjamin là thấy giống như là cái tấm thớt vậy đó, chưa có bà đẹp bằng nên cho 8 điểm. Rồi tới đội của người cá tay, bây giờ hít hơi vào, nổi đuôi lên ngang mặt nước, lắc đuôi một cái, đếm 1, 2, 3, thở ra bằng mũi, nhớ hít hơi vào để nổi cái đuôi lên ngang mặt nước rồi mới lắc đuôi nha. Bắt đầu anh cho thi nè. 1, 2, 3, bắt đầu. 3 cái thôi đó. Chấm điểm nè, hai em làm cái đuôi không có đều nhau lắm nhưng mà cũng được thì anh cho 8 điểm luôn, tại em này lắc đuôi rồi, em mới lắc đuôi, em làm không có đều bằng bạn. Ừ, hai em phải làm bơi đều với nhau chứ nè. Hít hơi vào, úp mặt xuống, nổi đuôi lên ngang mặt nước, lắc đuôi một cái, đếm 1, 2, 3, thở ra bằng mũi nha, làm cùng nhau một lúc nha. Rồi bắt đầu vô nè. 1, 2, 3, bắt đầu. Chấm điểm hai em nha, cho đội của hai em 6 điểm, bởi vì không có đều nhau lắm.